Hello, xin chào bác. Chào mừng các bác quay trở lại với kênh YouTube của Trường Authentic nha. Em là Trương. Ngày hôm nay thì em sẽ gửi đến cho bác một mẫu phiên bản đến từ nhà Citizen. Mẫu này khá là đẹp đây và các bác đừng nên bỏ qua về những mẫu phiên bản từ Trường Authentic. Tại vì nếu mà em đoán không nhầm nha, các bác hay xem em, thứ nhất là quý em này. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Và thứ hai là em là cũng là một người gửi đến cho bác những con đồng hồ thương hiệu, nó bình dân mà giá của nó còn hơn cả bình dân. Giống như là giá của nó còn tốt hơn cả trên ngoài thị trường đó. Cho nên là đấy, nếu những bác nào quan tâm thì bác có thể liên hệ trực tiếp với em. Đấy, em cảm ơn các bác rất là nhiều vì đã quan tâm và theo dõi. Con này là một con phiên bản Nhật nội địa các bác nhá, Made in Japan. Đây là cho các bác nào thích Nhật nội địa, thích sản xuất và lắp ráp tại Nhật thì các bác có thể tham khảo về mẫu này. Mẫu này một trong những mẫu dây da. Mẫu dây da này thì em phải nói rằng là một trong những phiên bản dây da mà nó phối màu cực kỳ là hợp. Khi trước mắt của các bác đây là một con phiên bản Citizen. Và Citizen này, Citizen mà các bác có thể thấy rằng là cái mã hiệu của nó gần giống như một cái con mà mặt dây kim loại ấy, mà sẽ có màu xanh mà trước em có lên cho các bác đấy. Đấy, phiên bản đấy thì nó cũng đẹp, dây kim loại cũng đẹp. Nhưng mà em lại có phiên bản dây da mặt trắng cơ. Đấy, dây da mặt trắng như này thì nó còn đẹp hơn nữa. Đó, con này là một con phiên bản, nó sẽ có mã hiệu của nó là NH9110-14A. Con này giá niêm yết của hãng đâu đó loanh quanh tầm 32.400 yên, viện chi ra tiền Việt Nam. Nếu mà em không nhầm, viện chi ra tiền Việt Nam đâu đó chỉ tầm 6 triệu, hơn 6 triệu các bác nhá, hơn 6 triệu về cái phiên bản này. Đấy, loanh quanh tầm đấy về cái phiên bản Citizen này. Đấy, giá niêm yết của hãng là cực kỳ rẻ nhá, hơn 6 triệu rồi. Đấy, nhưng mà đó là giá niêm yết của hãng. Còn em thì nó sẽ khác. Em gửi đến cho bác mức giá của con này chỉ có là 5.850.000 đồng. Các bác lưu ý nhá, các bác không nghe nhầm đâu, 5.850.000 đồng cho các bác nếu mà các bác muốn quan tâm về cái dòng Citizen này. Đấy, 5.850.000 đồng cho một con phiên bản máy cơ automatic đến từ thương hiệu nhà Citizen. Và con này độ hoàn thiện của nó cực kỳ cao. Ở đây, thứ nhất là về cái mặt dial, nó sẽ có một cái vân. Vân này gần giống như vân guliche ở giữa tâm của cái đồng hồ. Và nó sẽ có một cái màu mặt trắng ở xung quanh như thế này ha. Con này thì nó sẽ có một cái cửa sổ ở tim open heart ở hướng góc 7 giờ. Đấy, và con này thì nó thiết kế 3 kim. Đấy, 2 kim giờ và kim phút là kim lưỡi kiếm vắt nhọn. Và kim dây của nó được làm bằng lưỡi kiếm vắt nhọn. Và nó làm kiểu nhọn kinh khủng luôn đấy. Nó kiểu giống như là làm nó cực kỳ tinh xảo về cái kim cọc. Tiếp theo, đây là một trong những phiên bản với các cọc giờ kẻ vạch và kép các bác nhá. Kẻ vạch kép như thế này, các bác có thể thấy này, nhìn này. Đó, như là các cọc giờ đôi ấy. Ở phiên bản này thì nó sẽ có một cái mặt đều màu trắng này. Các kim cọc giờ và phút giây thì nó đều được mạ vàng rogol hết. Đấy, mạ màu vàng hồng. Đó, và phiên bản này thì nó sẽ có một cái logo thương hiệu đến từ nhà Citizen Automatic ở hướng 12 giờ. Con này thì em gửi đến cho bác với một phiên bản Made in Japan, các bác có thể thấy ở dưới này. Đấy, Made in Japan chưa ạ? Con này thì nó sẽ mang trong mình một cỗ máy. Con này thì cỗ máy của nó, nếu em nhớ không nhầm, cỗ máy caliber của nó là 8229. Một đầu máy, cỗ máy cũng khá là ổn, đầu máy 8. Và phiên bản đầu máy 8 này thì giá của nó sẽ khá là êm cho các bác rồi. Đấy, với một mức giá và một cỗ máy như thế này thì nó quá là êm rồi. Caliber 8229 các bác nhá. Con này thì viền vỏ bên ngoài của nó thì được mạ màu vàng hồng. Đấy, màu vàng hồng thì nó đi với bộ dây da như thế này. Đó, dây da này, dây da cái dập vân K6 các bác nhá. Dây da dập vân K6. Và con này thì nó cực kỳ đẹp về cái phiên bản dây da. Nó rất là hợp với cái màu
màu màu logo này. Nếu như mà hãng mà làm một cái màu sáng hơn ấy thì em nghĩ rằng là cái viên vàng hồng này nó sẽ không được tôn lên như thế này đâu. Đấy, nó làm nó tối màu như thế này thì nhìn nó rất là hài hòa. Con này thì nó sẽ có một cái núm chỉnh ở hướng góc 3 giờ. Đó, chỉnh giờ rất đơn giản, các bác chỉ cần vặn ra nó ngoài cùng thôi và các bác chỉnh thôi. Rất là đơn giản, con này thì cơ chế chỉnh giờ của nó cực kỳ đơn giản rồi. Về nó sẽ đầy đủ thẻ tác, hộp sổ các bác nhá, hộp nha các bác nhá. Hộp thôi, con này thì hình như không có sổ. Đấy, phiên bản này thì em gửi đến cho bác là 5 triệu 850 nghìn đồng các bác nhá. Giá của em thì em bao thị trường là giá cực kỳ cạnh tranh và cực kỳ tốt. Con này thì đây, đây là đáy của nó các bác nhá. Cái này nó sẽ có thông tin là Made in Japan này. Đấy, water system 13, độ chống nước lên đến 100 mét nước ha. Con này thì nó sẽ brass stainless steel. Đấy, cơ caliber đầu máy chỉ 829 8229 nhá. Và con này được trang bị trong mình một cái kính sapphire. Sapphire này, sapphire nguyên khối, và đặc biệt là các bác để ý cái dòng này là sapphire này nó là kính cong. Đấy, về độ hoàn thiện, nếu như mà là sapphire mà kính cong ấy thì em đảm bảo với các bác là độ phải là một trong những độ hoàn thiện của nó cực kỳ cao. Con này thì nó sẽ có một cái size mặt của nó là 39. Size mặt này thì sẽ phù hợp với đại đa số các bác cổ tay từ 15 chấm rưỡi, các bác đeo vẫn ok đến 16, ví dụ như là em là 16 này, đeo cực kỳ đẹp như thế này. Đấy, da của em trắng trắng nữa thì đeo nó phải gọi là cực kỳ hợp. Size này size 38.9 này, nếu mà đo chuyển như thế này là 39 luôn này các bác này. Đấy, 39 ha, này size nó 39. Không các bạn, con này size 40 cơ. Em nhầm, nãy em đo nhầm rồi các bạn ạ. Con này size 40 các bạn nhá. Size chuẩn nó là size 40. Đấy, size mặt của nó là size 40 cơ. Đó, em gửi đến cho bác con phiên bản này. Mức giá của nó là 5 triệu 850 nghìn đồng các bạn nhá. Giá này thì em giá ba thị trường rồi. Chắc là bác có thể đi hỏi các bên khác, bên nào bán rẻ hơn thì các bác mua. Đấy thì em bao bao check toàn quốc, bên em bán hàng giả hàng nhái, bên em đền bù gấp 10 lần giá trị sản phẩm. Size này size 40 phù hợp với đại đa số cổ tay của các bác các anh. Đó, giá của nó chỉ là 5 triệu 850 nghìn đồng, giá quá hợp lý, quá hời cho các bác. Nếu như bác mua bên em thì giá này thì không còn đắn đo. Còn riêng về chính sách bảo hành thì bên em sẽ bảo hành hậu mãi cho các bác 2 năm, 1 năm miễn phí hoàn toàn, 1 năm đầu tiên miễn phí hoàn toàn về máy, còn năm thứ hai thì hỗ trợ 50% chi phí bảo dưỡng, cho nên là các bác cứ yên tâm mà chơi. Đó, bên em thì tại vì em order tại nhà, xách tay tại nhà cho nên là nó sẽ rẻ hơn. Đấy, rẻ hơn những phiên bản khác. Đó, nó rẻ hơn một chút, tại vì em không có chi phí cửa hàng cho nên là nó cũng sẽ cực kỳ là ổn. Đấy, cho nên các bác cũng lưu ý ha. Đó, CDN Automatic phiên bản hở tim mặt kính cong, giá của nó chỉ có 5 triệu 850 nghìn đồng. Các bác nào quan tâm các bác có thể liên hệ trực tiếp với em. Cảm ơn các bác rất nhiều vì đã ngồi đây quan tâm và theo dõi, đang lắng nghe em trong suốt cả gần 10 phút vừa qua. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Em xin cảm ơn nhé.